Rồi hôm nay em tiếp tục về phun thuốc 600 lít 3 cầu trợ lực lái nha anh chị nha. 4 máy dầu và 600 lít 2 cầu trợ lực lái 4 bánh. Con đang cạo xuống là 500 lít trợ lực lái luôn. Hôm nay về 4 con đều là trợ lực lái hết nha anh chị nha. Anh chị nào quan tâm xe thì liên hệ bên em. Xe về đợt này rất là đẹp nha anh chị. Bánh vỏ lớp như mới luôn. Cầu số là bao khủng luôn chị. Lấy nét tối. Con này xài hệ thống số rất là đỉnh, xài hộp số giữa truyền ra cầu sau và truyền ra cầu trước, quá đỉnh luôn chị. Cạo xuống được 3 xe rồi anh em ơi. Hôm nay em về 3 cầu 600 lít trợ lực lái 4 máy dầu, 2 cầu 500 lít trợ lực lái 3 máy dầu và 2 con 600 lít 2 cầu trợ lực lái 4 bánh. Anh chị nào quan tâm thì lát nữa ngày nay em dọn xong em sẽ lên video sơ hình cho anh chị xem, anh em xem con nào phù hợp thì anh chị anh em chốt nha. Còn con trên xe nữa anh em, con đó 600 lít 4 máy Kubota trợ lực lái 4 bánh, cua 1 lần 4 bánh luôn nha anh em. Con cực kỳ là VIP luôn. Trợ lực lái mà cua 4 bánh thì khá là hiếm đó nè. Khá là hiếm. Và một con 3 cầu trợ lực lái nữa. Xe tình trạng là ok hết rồi nhanh nha. Giờ là chỉ việc dọn sơ nó thôi là ok thôi. Đó. Đó, nguyên dàn phun thuốc toàn là người mẫu. Còn người mẫu nha anh em nha. Trợ lực lái này nè, xài 4 ống dây. Trợ lực ti, con này trợ lực ti luôn. Con kia cũng trợ lực ti luôn. Thắng dầu. Thắng dầu nè anh em. Ha, thắng dầu nè. Đẩy bằng dầu. Trợ lực ti nè. Đó, có cái ti dưới ha. Lớp chạy lớp như mới. Lớp trước chạy lớp 20 nhân 10 trừ 10, lớp sau chạy lớp 23, lớp rất là đẹp, đẹp kinh hồn. Con này bán rồi nhưng mà chưa có giao nè. Con này chạy động cơ 4 máy bếp kim luôn. 4 máy. Ba cầu gì vậy? Ba cầu, bể lái 4 bánh. Con này bánh sau chạy bánh 23 nha. 4 cái bánh trước chạy bánh 20. Đó, nhưng mà chạy bể 4 bánh luôn. Lái 4 bánh 1 lần luôn. Ba cầu rời ha. Con này chạy lái trợ lực bằng ti luôn. Đó, lái trợ lực bằng ti luôn nha anh chị nha. Ba cầu rời nha. Ba cầu rời riêng biệt. Đó, một cầu trước nè. Cầu sau nè. Ở hộp số truyền ra tiếp một cầu sau nữa anh chị, đặc biệt không, ba cầu này nó chạy như ba cầu 10 bánh đó anh chị, ba cầu rời rất là VIP á. Trợ lực lái con này chạy mới cái 900 mấy chục giờ anh chị. 600 lít 3 cầu. Mấy con này xài toàn là bếp xịn không. Con này là 4 bánh 2 cầu 600 lít trợ lực lái 4 bánh nha anh em. Động cơ 4 máy Kubota. Đó, con này là 600 lít trợ lực lái 4 bánh nha anh em, động cơ 4 máy Kubota. Giờ đang cho mấy em nó vệ sinh rồi. Anh em nào cần quan tâm thì liên hệ để chốt hàng nhé. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.